Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản đủ, phiên bản 1.2 các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là phiên bản đủ 1.2, lăn bánh hơn 8 vạn km các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị động cơ 1.2 lít kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, cho nên là chiếc xe này là rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn này. 1.2 số sàn nhé, chỉ với 5,7 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị hơn 7 lít, nhưng nếu chạy ngoài đô thị chỉ hơn 4 lít thôi các bạn ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đấy, phiên bản này số sàn. Sản xuất năm 2018, lăn bánh hơn 8 vạn rồi. Và chiếc xe này thì rất đẹp như này đây các bạn này. Đấy, chúng tôi cũng vừa mới dọn chiều hôm qua, nhưng mà do để là nó đêm nó mưa, đêm mưa xuống xong là bụi cho nên nó hơi bẩn, nhìn bên ngoài nó hơi bẩn một chút các bạn này. Đấy, nhưng rất đẹp đấy các bạn nhá. Chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 275 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chỉ 275 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 5 chỗ ngồi. Đấy, 2018 này các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài các bạn thấy đây, toàn bộ cụm đèn rất là mới này, đèn pha này, rất đẹp luôn. Đèn pha rất là mới luôn các bạn nhá. Đèn gầm cũng còn rất mới này. Đấy, rất đẹp luôn. Nhìn về cái phần sườn, cái này là bẩn các bạn này. Cái này là bẩn đấy nhá. Bẩn chứ không có xước sát gì đâu. Gương chiếu hậu là gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Phiên bản này là phiên bản đủ các bạn ạ. Cho nên là nó đã có cả khóa thông minh, bấm tay để mở cửa và la răng đúc các bạn nhá. Nhìn về đằng sau bạn thấy đây, cụm đèn hậu này cũng rất đẹp này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, cụm đèn hậu này, đèn phanh trên cao này. Đấy, cảm biến lùi, camera lùi, đầy đủ hết cả rồi các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhá. Nhìn về những cái phần sườn này là chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, dàn lốp mới tinh luôn các bạn này, vừa mới thay một cái dàn lốp mới này. Đấy, dàn lốp. Đấy, dàn lốp của xe đây các bạn này, 2018. Đấy, rất đẹp luôn, là dàn đúc. Nhìn về phần bên ngoài đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Tiếp theo tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần bên trong nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Đây là cái cánh cửa phía trước, bên lái này, toàn bộ keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, nội thất hai màu, đen đỏ rất đẹp luôn này. Táp bi cánh cửa rất đẹp luôn này. Đấy, vô lăng rất đẹp. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Toàn bộ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp đây ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét, 8,5 vạn km rồi các bạn nhé. Màn hình, camera lùi, đầy đủ cả luôn các bạn này. Nội thất rất đẹp luôn này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này, từ ốc bản lề, cánh cửa nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Trải sàn da rồi này. Đấy, chủ xe đã trải sàn da rồi các bạn nhé, rất là đẹp. Và đây là cái phần táp bi cánh cửa phía sau. Cánh cửa phía sau bên lái này cũng còn nguyên bản và rất đẹp như này đây. Đấy, nội thất này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Và đây là cốp sau, tôi sẽ mở cái cốp sau này lên. Keo chỉ cốp sau, ốc cốp sau còn nguyên bản này. Đấy, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả này. Đấy, còn nguyên bản hết này. Khoang cốp sau đây các bạn xem này, khoang cốp sau rất là đẹp. Đây, mở lên cho các bạn xem này, lốp sơ cua này. Chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe là dán chống ồn rồi này. Đấy, những chiếc xe nhỏ nhỏ này là nhiều người mua về là Bên phòng nội thất hay tư vấn là dán chống ồn thì chiếc xe này cũng đã được dán chống ồn rồi này. Đấy. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, rất đẹp luôn. Táp bi cánh cửa phía sau bên phụ, nội thất ghế da phía sau này đều đẹp, đều mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Cánh cửa phía trước bên phụ này cũng là bấm tay để mở cửa, khóa thông minh nhé, còn nguyên hai chìa khóa luôn quý vị các bạn ạ. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa đến nội thất này, từ bậc cửa này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Hơn 200 triệu đồng quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe rất đẹp, rất mới như này đây ạ. Đấy, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, toàn bộ này rất đẹp luôn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe này các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i10 2018 này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và ở chiếc xe 2018 này là còn nguyên bản này. Toàn bộ từ ốc chân máy, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết này. Cam kết với quý vị các bạn là không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì cả này. Ốc cabo còn nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ cabo và ốc cabo là còn nguyên bản hết, không có bị đâm đụng cũng không có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, ốc tai này, các thứ là còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 hatchback phiên bản đủ, phiên bản 1.2 này thì hãy liên hệ ngay theo hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới các bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.